Chiều xin chào anh chị và các bạn nha. Chiều mới vừa về thì một chiếc Fortuner máy dầu số tự động 2022 anh chị. Form mới. Màu này là màu bạc nhé. Đó, xe thì còn cực kỳ đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm thì đến coi. Họ này nè, đèn chiếu sáng thì full led. Có cảm biến phía trước luôn nè. Họ chiếu xa, chiếu gần, led ban ngày này, led cản đầy đủ hết. Form mới, mặt ga lăng mới, đèn mới anh chị. Máy dầu tự động một cầu. Xe chạy 67.000 cây, vỏ thì còn dày nè, anh chị coi nè. Vỏ xe còn cực kỳ dày, nước sơn liền lạc anh chị. Màu này là màu bạc nhé. Anh chị coi nước sơn liền lạc. Đó, vỏ xe phía sau vậy nè. Đây, 67.000 cây. Lòng dè cũng còn đẹp nè. À, xe này hình như người ta phủ gầm rồi nè anh chị. Đây nè, phủ gầm rồi. Đây, quay lại cái gầm cho chị coi luôn. Gầm bọng đẹp luôn. Đây, 2022. Đó, gầm bọng đẹp. Sẵn tiện là quay luôn cái bánh xe dự phòng cho anh chị coi luôn. Đây, bánh xe dự phòng đây nè. Chưa sử dụng luôn, còn vết sơn anh chị. Gầm phía sau cũng còn đẹp nè. Đó, anh chị nào quan tâm dòng máy dầu số tự động 2022 thì liên hệ chiều đến coi. Giá còn thương lượng nha. Chạy 67.000 cây. Đây nè, tắp bi cửa này còn đẹp nè. Dưới da còn đẹp nè. À, chân nỉ nè. Chỉ nè. Đó, keo chỉ mọi thứ là nguyên zin. Cam kết đảm bảo anh chị nha. Keo chỉ nguyên zin. Đây nè. Đó. Tắp bi cửa nè. Xe thì còn đẹp. Bên phụ thì có chính điện luôn. Nè, ghế da sẵn luôn. Rất đẹp luôn. Đó, 2022 đề cao, có phủ tắp lô sẵn cho anh chị luôn nè. Có màn DVD luôn, có cầm lùi luôn. Cần số cũng còn đẹp nè. Đó, để chị quay từ từ, quay chậm chậm cho anh chị coi cho nó rõ. Đó nè, máy ốp gỗ cũng còn đẹp nè. Chìa khóa thông minh còn đủ hai cái anh chị nha. Đó, có lại số vô lăng nữa nè, có ga tự động luôn, có chìa khóa thông minh, có động nút bấm. Vô lăng cũng còn đẹp. 2022. Đó, chạy 67.000 cây. Máy dầu số tự động màu bạc. Rồi đây, sẵn tiện quay mở cái cốp lên luôn. Quay cái ốc cốp cho anh chị coi nó còn zin luôn anh chị. Đây. Đó, đây. Hàng ghế thứ ba nè. Các chi tiết nói chung là nhựa là còn mới tinh nè. Đây. Đó, các chi tiết nhựa là còn mới tinh nè. Đây. Có lót sàn sẵn cho anh chị luôn rồi nè. Đó, mấy cái bệ bước trong này nó cũng không có dày nè. Còn đẹp. Đây là máy dầu số tự động anh chị, 2022. Đó, đây là phía bên bên trái của xe nè, nước sơn liền lạc. Ê, mí cản vẫn còn luôn. Đây nè, cái mí cản còn nè. Vỏ xe 67.000 cây còn dày lắm. Đó, xe này người ta phủ gầm cho anh chị rồi nè, thấy không? Gầm bọng cũng còn đẹp nè. Nước sơn này liền lạc nè. Cực kỳ tiết kiệm dầu luôn. 7.6 hoặc là 6.7. Rất là tiết kiệm dầu. Đó, và đây là phía bên bên trái của xe. À, các chi tiết nha, nhựa còn đẹp quá trời luôn đây. Đó. Máy dầu số tự động sản xuất 2022. Anh chị nào quan tâm thì đến coi. 67.000 cây. Đó, này, vô lăng còn đẹp luôn nè. 2022 mà đời cao mà. Này, ghế bên tài nè. Đó, có ghế chỉnh điện luôn, sản xuất là nè. Đây, năm sản xuất 2022. Đó, ghế già nè. Đó, chị sẽ đi từ từ, đi chậm chậm thôi. Anh chị coi cho nó rõ ha. Lại số vô lăng. Đây. Có lại số vô lăng nè, có ga tự động luôn. Ở đây nè. Đó. Đây. Tắp bi cửa bên bên trái nè. Đó, sẵn tiện quay gặp bên trái cho anh chị coi luôn, gầm bọng đẹp nha. Đây. À, giờ thấy không? Gầm bọng là còn đẹp. À, đây, nước sơn liền lạc, vỏ xe còn dày luôn. Đó. Này, cản nè ha. Cũng còn khích nè, đèn đẹp nè. Đó, và đây là cái phần động cơ 2.4 máy dầu số tự động. Đây, mấy con ốc ở đây là còn nguyên zin hết anh chị. Ốc ở đây là còn nguyên zin hết. Đó. Đây. Đây, ốc cabo nè. Động cơ nè, đây. Đó anh chị thấy không? Máy móc được còn mới tinh luôn á anh chị. Đây nè, nó zoom cho anh chị coi nè. Đó, ốc động cơ nè, máy móc là nguyên zin. Mua bán hay chịu cam kết và đảm bảo cho anh chị nha, là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên zin. Và bao chết hãng thoải mái, và khi mua bán cho anh chị cũng sẽ ghi cho chị một cái văn bản cam kết luôn. Để anh chị yên tâm sử dụng. Đó, còn anh chị mua xe mà không an tâm nữa, cứ đi hãng chết thoải mái nha, bao chết hãng. Đây, giá là 995 triệu còn thương lượng. Anh chị nào quan tâm cứ đến coi xe, rồi chịu bớt cho anh chị nha.